Trước thực trạng thiếu chuyên gia, lao động kỹ thuật cao, nhiều địa phương và các cơ quan đại diện ngoại giao các nước đã đề nghị cho gần 7.260 lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Ngày 1 tháng 7, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, theo báo cáo của 63 Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tổng số lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam là 93.425 người. Trong đó, số lao động nước ngoài chưa quay trở lại nước ta làm việc là 21.641 người, chủ yếu là các chuyên gia lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao có kinh nghiệm quản lý tại các doanh nghiệp bộ lao động thương binh và xã hội cũng đề xuất đối với những lao động cấp phép mới cấp lại giấy phép lao động và những đối tượng không thuộc diện cần cấp giấy phép lao động sở lao động thương binh và xã hội các địa phương thực hiện theo đúng thủ tục quy định với thời gian nhanh nhất cho người lao động nước ngoài và doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài bên cạnh đó các địa phương cần hỗ trợ đào tạo chuyển đổi xây dựng phương án hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm lao động ở Việt Nam để thay thế cho số lao động nước ngoài khi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới chưa được kiểm soát.